chiết mỗi mỗi thứ 100g khô gà. Là giống bữa không? Ừ, chiết gà giống bữa đó. Mua bịch đó đi. 100g không? Cái bịch đó hình như là mua 200g đi. Hay 100g cũng được, 100g đi. Đó. Nè tiền nè, đó. Mua ăn ký hành thôi, ký hành thôi. Đó, nè tiền mồ hôi nước mắt tao nè, ăn hết đi. Đó, ăn đi, ngon lành lắm, ăn đi. Đó. Tiền mồ hôi nước mắt của tao đó, đang đứng buồn bán. Mọi người. Chính cúc là lột sẵn vậy nè. Phải lột sẵn vậy. Hả? Thôi được rồi, để mẹ đổ ra. Ngày nào cũng lột trứng cút. Mà lột mọi người biết không, sợ nhất cái ca mà lột trứng cút trứng gà, sợ lắm. Sợ cái ca đó đó. Lột trứng cút trứng gà. Sợ bể hay sao chị? Nó bể. Dạ. Bán bia hả anh? Nhà em có bán bia ôm nè. Vô ôm em. Rồi lấy 5 bịch con giấy giùm cho mẹ của con gái. Đó, bỏ đó cho mẹ đi. Ừ, mẹ cảm ơn con nhiều. Khẩu chảo. Ê. Đây. Tội nghiệp. Có người mới vừa tặng cái ly nước trà sữa Trân Châu. Được cái mọi người yêu mến, mọi người đến đây. Ra đường bịt khẩu trang vô nha. Thấy không? Vì mày mà tao bị dịch đó. Mua bịt khẩu trang vô, nghe không con? Trời ơi là trời. Đủ 20 tuổi alo với mẹ. Đủ 20 tuổi alo mẹ. Mẹ về mẹ dạy trong khóa. Mẹ là thầy cô giáo hồi xưa đó con. Dạy về cô giáo. Thầy nhớ đóng một phim nào á, kiếm chưa? Phim nào anh? À, phim công an bắt cướp mà em làm công an. Làm chú công an. Con để đây nè, để tiền. Cây cô giáo Thảo có cây súng mà. Ai? YouTube mới á, nghe chưa được hiểu những cái từ ngôn ngữ á, cười hoài. Đúng không cha gòm? Hợp lý luôn. Cái này chị Cát Thi cần đào tạo nhiều hơn. Đào tạo hơn tối quá chị. Tối 12 giờ vô gặp Cát Thi. Qua nhiều người biết không? Anh biết trước á. Anh biết trước á. Xin Facebook nó đi. Facebook nó bóng lộ mê tớp. Mê tốp à? Mê tớp. Tóc mỡ đó. Nhớ chị Phụng. Tớp là gì chị? Tóc mỡ hả? Tớp cô đơn. Tớp là ta chia ra một tớp. Hoặc là tớp mỡ. Hoặc là tớp nhúng. Bên kia là tóp gì? Tóp lộ. Nè. Nó. Về đó là tốt gì? Tớp bằng cướp. Nó bằng cốc đi. Ngon. Mọi người biết không? Buôn bán này có sự trao đổi với mọi người, tương tác với khán giả vui lắm. Nhiều cái bà lại nè. Mình đang ngồi im nè, gồng nè. Ủa công chúa biến hình. Ý, gì vậy bà? Đang ngồi nè, đang chạy xe. Kìa công chúa kìa. Ê công chúa gì má. Bám vô mua bánh tráng trộn má. Ủa mấy đứa con bé có đứa con này không? Ai vậy? Nhóm mà gì đó. Nhóm mà đứa con bánh bảy á. Ừ. Kìa Phú Huy kìa gì đó. Bị công an bắt đó rồi. Ủa mấy đứa con bé qua đi chơi mà qua nhà chơi á. Vì nó cũng không tùy á. Mọi người thấy không? Khán giả tao mua á. Giờ còn có thời gian ngồi uống à. Tới tối chút xíu là nó bí đường à. Không kịp giờ. Ở đây ngày nào bán hả chị? À, bữa nào em qua thì chị nghỉ nha. Tao buôn bán ngày nào cũng bán hả chị? Tao buôn bán mà hỏi ngày nào cũng bán hả chị? Em qua chị nghỉ. Biết đâu nghỉ đi hết lô tô sao? Hả? Biết đâu nghỉ đi hết lô tô sao? Dịch này má tôi không dám đi nữa chị tôi. Dịch này bà ngoại tôi còn rồi, không dám đi nữa luôn chị tôi. Đúng không em? Bịt khẩu trang, bịt con tím. Nè mày bịt nguyên một ngày trời đúng không? Mà mày vừa cởi ra mày bị dính corona khá. Corona. Corona khá. Đó, đó đúng không? Tự nhiên đang bịt tươi xanh nè, không bị nè. Cởi ra, nhìn. Đúng không? Đúng không? Đang bịt quá trời bịt nè, không bị gì không gì.
cởi ai Vinh hả? Không, cái bình luận á, người ta đã chạy vô, người ta bình luận rồi thì mình không có cấm người ta đó đó. Bao nhiêu số bữa nay không bịt khẩu trang thấy không, mấy bữa không bịt, bữa nay không bịt nè đó đó, mới thả nó dính một cái ăn nguyên mâm nghe nghe hai cha nội chồng tôi đó cũng ghen dữ lắm. Sao anh trời ơi, ai điện tôi vậy? Trời ơi, công an phường điện cái gì nè má ơi. Alo, trung tâm Thúy Nga, băng cướp, băng đạn, đi ba các thi nghe. Đâu con hỏi lại coi. Trời ơi, chú đang bán nè, con qua đây đi, con qua đây đi. Không, cái bằng chú, cái bằng chị, tôi lấy cây cụ lẳng tôi đập lên đầu đó nha, nghe. À, hẻm 1041, đừng đi hẻm 1041, 1005 á. Không, bây giờ em cứ chạy thẳng 1041 đi, em cứ chạy thẳng vô hoài luôn. Em qua cái cầu đúc, rồi em có cái cầu đúc em tới, em chạy thẳng luôn, đụng cái ngã tư, em quẹo bên tay phải, em đâm thẳng vô hoài qua cái cầu đúc nữa. Rồi em chạy khoảng chưa được 10 mét là em nhìn bên tay phải có quán bánh tráng Diva 13 tầng nha. Không, 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 cứ chạy nè, nghe nghe rồi chị nè. Cứ hẻm 1005, 1041 đúng không? Dạ. Chạy thẳng vô hoài luôn. Dạ. Chạy thẳng vô hoài luôn, em sẽ đụng một cái cầu đúc. Dạ, dạ, dạ. Qua cái cầu đúc đó em thấy cái ngã tư liền. Em chạy qua. Ừ, chạy tới ngã tư em quẹo tay phải, đâm thẳng vô hoài, qua thêm cái cầu đúc nữa thôi à. Đó, rất là dễ nhớ nha. Công chúa, bà BD đúng không? Ồ, bố đi đi, đi đi. Ủa, nó ghét quá. Thấy không? Tôi phải bắt tự nhận vậy đó mới hả dạ. Ai mà qua bên đây, hai mình nha, giấu kín, giấu gia đình, giấu bất kể ai mà qua đây ăn bánh tráng tôi bị bể BD hết với tôi. Nè, hồi bữa bà kia đang ngồi nè. Đang ngồi nha, chuyện nó có thiệt nha, đang ngồi nha. Mà đu con lắm, đẹp trai lắm nha, chỗ bà bánh bèo. Lướt nha, ê BD. Bánh bèo sẽ qua bất ngờ luôn. Đâu có nghĩ là nó BD. Nó vô bánh tráng, phải BD đúng không? Ngứa. Ủa cái nhỏ kia, ủa sao chị biết vậy? Trời ơi má, cái mùi BD thoang thoảng mà. Ủa trời ơi chị hay quá ha. Em chơi với ổng á, nay là biết nhiều năm nó không biết ông BD. Thôi cũng được. Nó nghe nè, bà tại vì bà không biết cái đuôi chứ bà nhìn kỹ đi, ổng lòi cái chính cái đuôi. Tôi nhìn tôi biết ổng BD liền. Trời vô, công nhận ha. Công nhận mấy chị cũng giới tính nhau. Không, khoa học chứng minh rồi đó. Ngộ lắm. Người cùng giới nhau là ta nhìn ta biết nha. Đứng 100 người vậy đó. Nha. Đứng một loạt vậy nè, nhìn cái chiêu yêu quái biến hình BD. Đâu? Hả? Không, anh đó con trai thẳng nha. Không, anh nói trai thẳng giờ này thôi, mai mốt lộn. Trời ơi, giống như hồi đó bên nước ngoài á, tôi không biết đang coi một biểu diễn xiếc gì đó, có một cái đoạn clip rất là vui. Tôi coi nó đứng tù hợp xung quanh nè. Người ta đập cái gòi xuống đất á, đập nghe cái chát chát mà bà lợi, bà đang đứng như nè, bà đang đứng mà coi nè. Vì đập cái chát lên, cái búp, má làm á. Đã đụng ra, ta nhìn ta cười quá, chưa biết quá, mày bố mới đi đua. Có coi đoạn clip đó chưa, quýt ngay. Có coi chưa? Đoạn clip đó vui lắm mấy bà. Tự đúng với một trăm mấy chục người nhìn nè, đứng xung quanh đông lắm. Người ta bị diễn xíu, người ta cầm cái gòi đánh rút cái bịch. Chát! Quá làm nhìn qua ta nhìn nó biết qua BD ta đi luôn. Ủa quê mới đi luôn á. Để BD khúc đó nha. Giống như là mấy gồng men có một cái câu chuyện, có một cái tấm hình mà cực kỳ chuyện á. Cái tranh hình á, chuyện tranh á. Thì nhưng má nó đang nhìn kỹ vô má đó. Không, quăng thi body mua 6 múi bự bự đu đu con nha. Cuối cùng ai đã con tắc kè lên má nó. Ý trời chết tắc kè. Gì vậy? Ủa ha. Ăn ớt nhiều lên huyết áp đó các bà nội. Ăn ớt nhiều nó giả BD mới mốt mà kiếm sao bà hết bèm BD được nghe. Không, bỏ nhiều đi. Ăn nhiều cho em. Nó giỡn chớ quá cay. Ôi ôi, chị ăn mặn quá vậy. Ôi, lên huyết áp với ăn cục BD gan các bà nội. Sẵn cho thêm tí bò, tí trứng cút luôn. Ăn hết luôn đi má. Mày ăn hết luôn đi. Ôi, xin gì đỏ ngầu vậy. Miếng khô bò à. Miếng muối, miếng ớt. Ủa chứ miếng cua bò nữa, ăn hút gà không? Xin thêm nè. Cho hai trứng nè.
thương quá. Vui mát, không có ý định gì với ta, tại vì ta biết mình hay giỡn á, người ta không có ghét bỏ mình. Có nhiều người không biết Cát Thi rồi, không, có nhiều đứa nè lại đây nè, nói chị Thi, em nói thiệt chị, hồi xưa em ghét chị lắm, ghét chị vô cùng luôn. Không thích là, tôi có show không giờ tôi kêu bà, tôi kêu những người khác trong Hương Nam chứ không, tôi không kêu bà. Mà về tới ngày hôm nay, tôi tiếp cận bà, tự nhiên tôi lại tôi thích kêu bà, tôi thích bà hơn. Bản tính Cát Thi á, rất là hùm hổ, nhưng mà thật sự không đụng tới ai được hết trơn. Ai nói một câu hai câu Cát Thi sợ đó. Mà la Cát Thi mà chửi Cát Thi là Cát Thi sợ lắm. Hùm hổ vậy đó, giận giỡn vui vui rồi nói chuyện dữ tợn với, chứ thật sự không có gì hết. Người ta nói cái miệng khẩu xà tâm Phật là chỗ đó, nhưng tâm mình không có Phật, mà tâm mình nó hiền hơn cái miệng mình thôi. Nó qua chỗ chị là bấm thôi đó. Không, em mua rồi. Em định mua cái này để em xây một cái nghĩa trang á, để dành cho mấy bà BD lúc gì già chết chung chỗ đó luôn, để bán bánh trái sang trắng trộn. Mấy bố em để nguyên cái chỗ này bán với tiền vàng bạc nè, đúng không, chứ mấy bà BD lúc bán trà đá với tiền vàng bạc, có nhiều người làm vô nghĩa trang kia nọ, đi giếng kia nọ rồi làm này làm kia. Ngồi con trai đi xuống mắt cà gà. Gì anh? À, em treo để hưởng ứng ngày hạnh phúc của người Việt Nam mình á. 20 tháng 3. Muốn em treo tấm hình anh đây luôn nè. Đi về biết không? Chống điện giật. Chống điện giật. Ủa chị Thi, vậy là chỗ đất này đất gì? À, em cho chồng em hỏi chủ nó. Vô trong hỏi chủ nó, chị định mua miếng đất này rồi. Mà giờ chị định nghe nói mấy trăm tỷ, hai trăm mấy chục tỷ, mà bây giờ chủ túi chỉ có 200 mấy chục ngàn, sao vậy? Không, mua trước đằng cọp. Không, nó mua được đống cỏ đằng trước. Nghe nè, ngồi đây vui vui thú vị đó, nhiều cái chuyện thú vị đó. Mà tôi nói thiệt, tôi ngồi đây nha, chạy nghe mà video một cái là tí tôi nhìn không thoát khỏi tôi được. Để đó cho mẹ đi, không gì mẹ để sửa này đấy, rồi liếng ngang với mẹ. Bị uống sữa vô nó không có phù hợp với bao tử á, đang bị bao tử, nhìn ăn nhìn uống quá đó, cái nào nó bị gì, nó bị khó chịu cái bao tử. Trời ơi, không biết chú nào đặt 50 bịch cơm trái, mà chú hẹn chiều chú qua, mà giờ bốn mấy chú hôm qua, có khi nào chú cancel không? Chú bơm. Trời ơi, chú bơm hàng. Có khi nào không trời? Chú mới vậy nè, trời đi. Vậy là quá sớm giờ. Trời ơi, chú bơm hàng, tôi qua nhà chú, tôi bơm hơi chú luôn nha. Tôi bơm cho chú bể bóng luôn á. Thiệt á. Đó. Bởi vì cho nên á, mọi người nhớ á, mọi người ủng hộ em, mọi người thương em, mọi người luôn luôn ủng hộ em. Kệ bao nhiêu cũng được, lại đây ăn. Nhiều người ta hỏi, ủa sao cái bán nhiều người lên YouTube á, hay dạy cái này dạy cái kia đó. Nhưng mà Cát Thi biết, nhưng Cát Thi vẫn lấy cái dạy đó đó để mình làm theo, có kinh nghiệm. Nhưng mà thật sự mình cảm nhận như vậy nè. Họ nói á, Cát Thi bán 20, 30 mắt. Nói vậy đó không? Nhưng họ đã quên rồi. Cát Thi đã từng nói cái câu là ai mua nhiêu cũng bán. Họ đã quên từ đó, hay là họ chưa có tới đoạn clip đó, hay là họ trả qua. Bởi vì trước khi mình coi chị nha, cho em mượn cái viết với lại cái tấm bảng cấm bán 5 và 10. Hả? Cấm bán luôn. Nói chung còn bán từ 10.000 trở xuống đó. Không. Trời ơi chị, mình lên YouTube mình sao xảo với nó chị. Trời ơi. Nói không mình hay cử. Ơi không, bây giờ mọi người mua nhiêu nè, mua 3.000 đúng không? Ăn cao cầm trước giùm em nghe. Nói giỡn chứ. Buôn bán á, là ăn nhiều Cát Thi vẫn bán. Ăn ít, ăn nhiều gì vẫn bán.
không mục đích, không mục đích nào. Không thiệt, có nhiều người không không ăn lại ngồi chơi cũng được. Thiệt, tôi cần có người nói chuyện, cái miệng tôi nói chuyện suốt ngày suốt đêm mà tôi không có ngớt được đâu. Tôi ngồi không tôi buồn lắm. Thì có người này người kia qua quay rồi nói khùng, nói điên, nói năm non bị núi. Thiệt nha mọi người, tôi nghĩ á mình là BD. Thật sự tại sao tôi hay sử dụng cầu từ BD? Cái từ BD đối với tôi á nó thân thương lắm, nó dễ thương lắm. Từ BD là không phải tôi kỳ thị tôi hay là tôi kỳ thị mọi người. Cái từ BD đối với tôi nó dễ thương lắm. Ừ, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà đối với miệng tôi phát ra nha. Còn đối với đại những người mà ở ngoài người ta không biết á, người ta nói em quen mấy chị BD kia thì nó nặng nề. Thì đối với đàn ông đàn bà thì đừng nên nói vậy. Thì sợ nhiều khi nó dễ gây cái phần nhạy cảm tâm lý của những người chuyển giới. Nhưng mà nói em thấy những người giống chị vậy đó, người ta cũng dễ thương hay là người ta cũng này kia nọ, thí dụ là vậy, mình muốn nói gì mình nói, nhưng mà giống như chị, đúng không? Thì giống như chị, giống như đàn bà cũng giống như chị, đàn ông cũng giống như anh vậy đó, thấy chưa? Vậy cái cách phát ngôn nó vậy. Còn tôi nói về vấn đề BD, tôi hay sử dụng từ BD mình á, là riêng bản thân tôi. Tôi nói thiệt nha, tôi không có cầu kỳ hoa lá hẹ. Mình sống mình cứ việc đơn giản, mình buôn bán, mình cứ hòa đồng. Ai lợi tôi cũng nói chuyện vui, mà ai lợi nói xấu hay là nói cái gì, hay là nói nhiều khi nhiều cái chuyện rất là du duyên luôn, mà tôi vẫn vui vẻ, tôi vẫn hài lòng để tiếp cận với người ta. Tôi không mục đích kiếm tiền, cái mục đích là để kiếm tiền, nhưng mà không phải là mục đích kiếm tiền của tôi nó làm bất cần mọi người xung quanh. Tôi vẫn cần tiền, nhưng mà mọi người xung quanh đến chơi tôi vẫn tiếp. Không vì mày ngồi chơi mày phải mua đồ tao, đúng không? Có nhiều người lại ăn bánh tráng em á mỗi ngày luôn, mà em còn nói nè, ủa ăn không sợ nóng á trời? Tôi nói thiệt mà. Tôi nói trời, tôi tự nhiên tôi muốn ăn, tôi ăn bà sợ tôi gì, bà lo, tôi không lo tôi bà lo chị. Không, ăn bánh tráng nó nóng lắm, ví dụ 2-3 bữa mình ăn được rồi cách bữa ăn bữa. Bởi vì cho nên mình nhiều khi mình thiệt tình á, thật sự tôi nói chuyện á, nhiều người ta nghĩ là các thi là nó nói chuyện cái kiểu là xạo hay là giả dối, nhưng thật sự mình không biết mình giả dối chỗ nào, mình xạo chỗ nào mình không biết nha. Có thể người ta tìm được cái điểm yếu của mình chỗ đó, nhưng mà mọi việc tôi nói chuyện thực tâm tôi không biết. Tôi nói chuyện á để cho mọi người tìm hiểu và thương tôi, tại vì tôi có cảm nhận là vậy nè, cuộc sống mình á không ai biết được ngày mai hết trơn á. Mình vẫn ích kỷ, tại vì con người không ai tránh được cái ích kỷ. Mà cái ích kỷ của mình á là mình lo bản thân mình, ích kỷ mình đi kiếm tiền, mình châu chuốt vô cho mình ích kỷ, mình cố gắng mình tìm những cái công việc nào đó nó có tiền lợi nhuận cho mình, là cái ích kỷ đó là ích kỷ đúng, ích kỷ mà xã hội ai cũng phải làm vậy hết. Còn nếu mà nói về vấn đề á, các thi á là người chuyển giới, tại sao các thi vẫn mạnh dạn ngồi đây, trong khi đó là các thi lên sân khấu á, mình đẹp hay mình dễ thương, hay mình mặc áo dài lộng lẫy hay là như thế nào đó, trang phục nó uy nghi, mà tại sao em xuống đây em mặc đồ bề xề, em mặc đồ giống như là chợ búa á, rồi em ngồi buôn bán, rồi em ngồi em nói này nói kia, thì em cảm giác như thế nào? Thấy bình thường, đúng không? Sân khấu với đời nó khác nhau hai thứ lần. Sân khấu là sân khấu đời. Sân khấu là sân khấu, đời là đời. Bởi vì cho nên tôi muốn cho mọi người biết là tôi đây là đời thật của tôi. Và tôi sẽ làm được công việc buôn bán. Và nếu mà được công việc buôn bán, nó không được, không được. Có thể mình làm được những cái công việc khác để mình tạo mưu sinh. Có thể làm nặng luôn. Mình làm những cái việc gì mình cảm giác mình thoải mái. Nói trời em nói thiệt với anh á, mình làm được mình cứ việc làm không ngại. Trước khi ăn bánh tráng á, các thi đã suy nghĩ là gì nè. Mình muốn tìm một công việc để mình làm. Mọi người biết các thi muốn làm gì không? Muốn đăng ký chạy Grab. Thiệt luôn, em không ngại với chuyện đó đâu, em không ngại. Một điều duy nhất để cho mình không ngại mấy việc đó, điều thứ nhất là mình vì gia đình. Tại vì cái chuyện gia đình mình không phải là mình nói tốt, mình muốn cho mọi người biết là con này nó có hiếu thảo hay là tốt gia đình không, không. Vì gia đình, vì cuộc sống của mình, mình phải cố gắng mình làm vậy. Tại vì gia đình mình nghèo, gia đình mình không có chi phí, không có tiền bạc, thì mình phải tự lập. Thí dụ mình có làm được, mình có để tiền được, mình có dành dụm được, thì những cái số tiền đó mình dành dụm đó mình để mai mốt sau này, ví dụ mà gia đình mình có cái chuyện mà nguy cấp á, mình còn đổ ra được. Còn cái kiểu mà bây giờ gia đình mình đã nghèo rồi, mình còn làm biếng, mình còn không biết cố gắng kiếm tiền, thì lúc đó là mình lỡ có chuyện gì cái
gia đình mình gãy mình cũng gãy luôn đó, mình rất là sợ. Và những người chuyển giới á, họ rất là ít khi nào được người ta giúp đỡ. Em mới điện chị phải không? Em điện cho chị đúng không? Đậu xác dưới đi, em ăn đây, đi về nè. Đem về đi, qua cấm tụ tập quá 30 người á. Cấm tụ tập quá 30 người á. Mọi người nhớ nha, tắt máy đi em, hết xăng á. Hay là chị tắt máy. Đậu xác vô giùm chị. Chạy qua đi, đang bố đắp bắp xào ơi, chạy qua đi. Bắp xào đây. Bơm bơm bắp xào. Bạn này gọi dắt qua luôn. Bạn mới gọi đi cho chị ở đây đúng không? Em ở đâu qua vậy? Trời ơi, tôi nghĩ em xa xôi vậy. Nè, gọi dắt qua nè, chị thử cho em này đi, chị đội nón lại nè. Chứ những người quen nó chỉ có đội nón. Để tao gần đây, không có gần đội nón. Em là chị thử. Rồi, em ăn nhiêu nè? 100, 150 170 cũng có nữa. 260 340 phần 30 đi. À phần 30 bán luôn. Ừ em ơi, em ăn 35 đi nghe. Ăn 35 đi, chị đeo bao tay. Còn 30 cũng có đeo bao tay. Ok. Chị quậy ghê. Ừ. Bán nhiều chi phí nha mọi người. 30 á là không có đeo bao tay. Mà 35 là thêm 5.000 tiền bao tay nha. Cho nên cách thêm sao đeo bao tay. Cho nên mọi người cứ yên tâm, mình lên cho mình ăn được tiết kiệm chi. Còn á, mọi người mà ăn á 30 thì mới đeo khẩu trang. Ba còn ăn mà 20 là không có đeo khẩu trang. Ăn 50 là được tặng thêm cái nón, đội cái nón vô là chống con virus đó luôn nghe. Còn 500 chị hả? 500 500 hả? Xả ra. Muốn làm gì làm. Muốn làm gì làm. Chú cho, để mẹ trộn cho anh này cái này. Quốc nay mời ta ngồi ghế giùm chị Quốc nay. À. Ăn ớt không dạ? Ăn ớt không? Có đầy đủ. Đầy đủ á. Em ăn chị không? Ăn đơn ngon lắm. Chị nhau nhạo. Chị như bóng nước. Rồi tôi nghĩ cũng gọi dắt chạy qua đó. Ủa em ăn đây, em ăn liền không? Chạy về nhà em ăn. Em chạy về nhà thôi để chị bán cái hộp. Lấy cái hộp cho mẹ đi con gái. Rồi. Rồi đợi cắt tí xíu nha, đem cái hộp cho đem về cho anh đi con. Không lấy lưu dâm hả chị? Hả? Không, đừng lấy lưu dâm. Rồi rồi, ok ok. Đây nè, cái hộp nè. Cái hộp nè. Ủa, bê đê còn bị đuôi nữa. Không có, tại lo nhìn trai đó chị. Chị cắt tí, không phải bị đuôi mà lo nhìn trai. Trời ơi, tôi đậu con gái tôi lắm rồi. Thiệt luôn á. Mấy anh YouTube có ăn thằng nào hốt được nó, hốt giùm cắt tí đi. Mỹ đen nha. Mỹ đen luôn. Bà nấu cha mày. Mày muốn Mỹ đen là 4 năm sau mày không khỏi đi cầu luôn á nha. Trước đó. Đưa cái bao cho mẹ coi. Đó. Chưa, nghe tới Mỹ đen là quán rồi. Mỹ đen là chạy xe lưu vô người mày luôn á. Để bánh ra cho mẹ. Ôi ôi, đồ Mỹ đen bà nội cha đúng không? Có phải Mỹ đen không? Cái gì anh em mọi người? Đậu xe khách cho qua phao dựng xe đi khách cho dùm chị qua. Rồi, con đưa. Em mua. Ủa đây về nhà tự trộn luôn hả? Ở này em đem về nhà em tự trộn. Ừ. Tại vì chị mà trộn ở đây á, để em về tới đó nó ướt mẹt à. Nó tiết nước ra đó. Nó làm bánh tráng nước nha. Đừng có nghĩ bậy, chị nói bánh tráng nó bị ướt và nó tiết nước ra thêm nữa. Mày nhìn cái gì? Còn giống chưa? Rồi con đợi cái tiên cái để cái tiên. Để lấy nước tắt ra. Rồi. Cái muỗng lớn không nhủ. Không có muỗng này muỗng hút. Tại vì biết sao không? Nó dễ bị chua lắm. Rồi cái nắp đâu? Để kia mẹ. Rồi em ăn nhiêu vậy? 20. À. Chị cũng ăn lợi 250. Nó mới 250 là đặc biệt. Không. Rồi rồi. Hai. Rồi, em này tới trước nè. Thì đó, tới trước đó kìa. 35 tiền. Không, 30 bà không nổi rồi, 30 trả tay lại 35 ngàn con ngựa này. Trời ơi, 30 bà nó chợt. 35 ngàn, giờ
ta được thì ta đưa 35. Rồi, của em 20 ăn đầy đủ đúng không? Không lấy cao găm thôi phải không? Rồi ok. Rồi của em chạy rapper là nhiêu vậy? Bên 20 phải không? Được rồi. Vista. Hả? Nhau hàng hả? Để chị tí xíu nha. Cảm ơn em nha. Ăn liền không giao hàng ơi? Dạ ăn liền. Ăn liền đúng không? Mà chắc bạn ăn giống như hay đi chơi lô tô hôm nay lắm. Nào ăn. Hồi nãy mua á. Ôi, để em không nhớ luôn đó, em nói thiệt luôn á. Em thấy trai đẹp đậm quá hết trơn à. Em không nhớ. Nhưng mà mấy đứa lô tô á, nó thường xuyên hay đi coi thì mạnh nhớ. Vậy hả? Em không nhớ được luôn á. Nhiều khi người ta là, ủa, tôi đi lô tô nè. Ví dụ như anh em nhớ. Đây, bỏ vô. Rồi, bịch 20 đem về khoa nhận tiền giùm chị. Đó. Cảm ơn em trai. Bịch của em à. Em ơi, đầy đủ lắm không em? Em à. Đầy đủ. Về đi viện ta đậu xe đó mà ăn đây gì bà nội. Vậy nó con gái mẹ. Đây anh hai. Thôi chạy xe ẩu lắm. Dạ. Ừ. Không đâu. Không không anh này đầy đủ thì đủ. Còn anh kia ăn đứa kia thì không cao găm kìa. Giống cái chùa á. Lâu lâu cái đường nó vắng gì đó. Có lâu lâu trời nó nhói chứ sợ. Đúng không good night? Good night nó cười hay khóc gì vậy Khoa? Trời ơi. Cười lớn lên cho người ta nghe. Muốn đi khách sạn lấy thẳng qua Trung Sơn. Trung Sơn nó có khách sạn. Rồi. Đứng đây cho mình. Rồi. Em lời 4.5 nha. Làm gì tới chị? Chị nó 4.8 phải không? Ngon quá. Giống anh bán sinh tố, sinh tố cứ dư cái là cứ từ ly. Đánh về bán sinh tố. Không, nó cũ à. Anh biết sao không? Em á, có dư không? Có dư. Nhưng mà em ăn thử. Biết rồi. Em ăn thử thôi, cái đó nó bị thiếu cái gì. À, biết rồi. Để chút xíu mình điều tiết lại. Chứ bây giờ mình cứ bán mình không ăn á. Mình không biết khách ta như thế nào. Ủa cái nón này là chị mua hay là có ai tặng không chị? Người ta tặng. Ngồi đây khách tặng đồ dưới đây. Không ăn gì nữa mẹ nghe. Hai này không bỏ. Ăn trong phi không? Mỹ đen nè. Nè Mỹ đen của mày nè. Trời ơi, tướng cũng có mày lớn, thích Mỹ đen. Gầu ghê á. Trời ơi, nó làm mày một cái mày giống quả địa cầu luôn á. Đúng không mày cứu mày đâu nghe.
chơi rộng. Ủa nãy giờ chị nói gì vậy? Ý là chị nói nó thích Mỹ Đen. À đúng rồi, nãy có quay lại mà tối nay là toàn bộ khán giả trên YouTube là biết hết luôn. Biết rồi. Trời ơi, chu cho em á. Mỹ Đen, ôi Mỹ Đen. À mày thích Mỹ Đen đi. Thích Vũ Hàng. Ờ Lê Gồng ơi, hôm nào mà nó thích Mỹ Đen, nó có lấy chồng Mỹ Đen không tôi á. Khoảng 3 ngày sau tuần lễ thôi. Có gì mình tham quan hang động Nham Thạch nha. Đó mình lâu 15 người vô được, 30 người vô được luôn. Mà chạy xe hai đầu kéo luôn. Ba cái đầu gồng quanh ra, quanh đầu ngược luôn. Vô trọng cướp nguyên mấy cái công ty trong đó. Tại lúc đó là chị Thi khỏi cần đi bán bánh tráng trộn nữa. Không, chị chui vô đó chị ngủ luôn mà. Không, chị mở soát vé. À. Bán vé là mình có tiền rồi khỏi đi bán bánh tráng trộn đó. Vui vui đó làm cái khì cái trời ơi buông não nha. Bữa nào nó ăn cái nào chọc chọc bụng cái mẹ. Một mít chừa cho. Chào cây không chị? Hello. Chào cây các bạn. Tiền để nhà. Đây. Chị trồng rất tiền trồng. Gì con? Nói gì? Rất tiền trong nhà. Thì chút đem ra đưa cái gì đâu mà làm nôn quá vậy trời. Rồi được rồi đó. Này dư để mà ăn. Trứng cút. Ủa có trứng cút nữa hả? Ủa tính thêm tiền. Ai khỏi trả tiền nha. Ôi khủng quá ơi. Được luôn cái tiền với mẹ con, mẹ đinh con à. Đây, vui vẻ nè con. Đó, cho con 5 trứng luôn. Ôi, mọi người ơi, mọi người, cả nhà ơi, cả nhà. Yeah, yeah.